Thì nghĩ rất vui khi được gặp lại quý khán thính giả trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ trên kênh HGD News. Bản tin của ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thẩm phán tuyên ông Trump phải trả 454 triệu đô la Mỹ trong vụ gian lận ở New York. Nguồn tin cũ của FBI bị buộc tội khai mang về điều tra nhà Biden nhận hối lộ đã bị bắt lần hai. Ông Donald Trump bác bỏ cáo buộc chiếm giữ trái phép tài liệu mật Điều tra viên tư nhân của ông Trump dữ liệu điện thoại mới gây nghi ngờ nghiêm trọng với mối quan hệ của bà Fanny Wallace. Và sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, một thẩm phán ở New York chính thức ra lệnh buộc ông Donald Trump phải trả hơn 454 triệu đô la sau khi bị xác định đã thao túng giá trị tài sản ròng của ông trong vụ án dân sự về gian lận do Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New York khởi kiện. Số tiền phải thanh toán này bao gồm khoản phạt 354,9 triệu đô la mà thẩm phán Arthur Encorin của tòa án cấp bang ở Manhattan đã tuyên bố vào ngày 16 tháng 2, cộng với tiền lãi sau phiên xét xử không có bồi thẩm đoàn kéo dài hơn 3 tháng. Ông Encorin cũng đã ra lệnh cho các con trai trưởng thành của ông Trump là Donald Trump Jr. và Eric Trump, mỗi người phải trả gần 47 triệu đô la và cựu giám đốc tài chính của Trump Organization là Olin Weissenberg phải trả 1,1 triệu đô la. Tất cả các khoản này đều bao gồm cả tiền lãi. Các khoản phạt này đã được chốt lại vào thứ Năm, ngày 22 tháng 2, và phần tiền lãi sẽ tiếp tục được tính thêm. Phán quyết được công bố vào thứ Sáu, ngày 23 tháng 2. Thưa quý vị, Bộ trưởng Tư pháp bang New York, bà Letitia James, cáo buộc rằng các bị cáo đã phóng đại một cách bất hợp pháp giá trị tài sản của ông Trump nhằm thổi phồng giá trị tài sản rộng của ông và nhận được các điều kiện vay tiền và bảo hiểm tốt hơn. Ông Ingram cũng cấm ông Trump giữ vai trò lãnh đạo cao nhất tại bất kỳ công ty nào ở New York hoặc tìm cách vay tiền từ các ngân hàng đã đăng ký trong bang trong 3 năm. Các con trai trưởng thành của ông đã bị cấm đảm nhiệm vai trò lãnh đạo trong 2 năm. Thẩm phán nói rằng các bị cáo chẳng hề ăn năn và hối hận, dường như đến mức chai sạn. Quyết định của ông Engoron đe dọa đế chế kinh doanh mà ông Trump đã xây dựng trong phần lớn những năm tháng trưởng thành của mình. Cựu Tổng thống thuộc đảng Cộng hòa cũng phải đối mặt với bốn vụ truy tố hình sự khác, nhưng không liên quan đến vụ này, ông đã không nhận tội về các vụ đó. Giữa lúc ông tìm cách giành lại tờ bạch ốc từ tay đảng viên dân chủ Joe Biden, ông Trump đã cáo buộc bà James và ông Engoron cả hai đều là đảng viên đảng Dân Chủ, là tha hóa và gọi vụ việc này là một phần trong cuộc truy sát sự nghiệp các đối thủ chính trị. Ông dự đình kháng cáo hình phạt áp vào ông với một tòa phúc thẩm cấp trung, nhưng ông sẽ phải nộp số tiền còn nợ hoặc xin nộp trước một khoản tiền bảo đảm. Ông Ingram đã không chấp nhận một đề nghị của ông Clifford Robert là luật sư của các bị cáo về việc hoãn thi hành án trong 30 ngày để tạo điều kiện cho một quá trình có trật tự sau phán quyết đặc biệt là xét đến mức độ nghiêm trọng trong bản án. Trong email gửi ông Robert vào sáng 22 tháng 2, ông Ingram viết, ông đã không giải thích được, chứ đừng nói đến chuyện biện minh. Về bất kỳ cơ sở nào để hoãn thi hành, tôi tin rằng tòa phúc thẩm sẽ bảo vệ quyền kháng cáo của ông. Nguồn tin cũ của FBI bị buộc tội khai mang về cuộc điều tra nhà Biden, nhận hối lộ, đã bị bắt lần hai. Theo một hồ sơ tòa án, hôm thứ Năm ngày 22 tháng 2, ông Alexander Smirnov đã bị bắt lần thứ hai vì khai mang với một nhân viên chính phủ và làm giả hồ sơ trong một cuộc điều tra liên bang. Những cáo buộc giống hệt như lần đầu tiên ông bị bắt giữ, giữa lúc ông đang tham dự một cuộc họp buổi sáng với các luật sư của mình sau khi các công tố viên kháng cáo một phán quyết của thẩm phán đã cho phép ông được tự do cùng với máy theo dõi GPS trước phiên tòa xét xử của ông cần lưu ý thêm rằng việc bị cáo tham dự một cuộc họp tư vấn pháp lý tại văn phòng luật sư của mình mâu thuẫn với quan điểm cho rằng ông ấy có nguy cơ bỏ trốn điều này cũng nêu bật sự can thiệp vào các quyền đáng quý của ông theo tu chính án thứ sáu các luật sư của ông seminov ông david Chernov và ông richard chofield viết trong một hồ sơ tòa án Hai luật sư này đã yêu cầu có ngay một phiên điều trần giam giữ và yêu cầu trả tự do cho ông Sminov với những điều kiện đã được áp dụng trước đó. Họ lập luận rằng lần bắt giữ thứ hai này là trái với các điều khoản luật về xem xét lại và kháng cáo các lệnh giam giữ. Ông Trenov và ông Straffield khẳng định lần bắt giữ này làm suy yếu phán quyết của tòa án, từ chối yêu cầu trước đó của chính phủ với mục đích đình chỉ lệnh trả tự do lần bắt giữ thứ hai diễn ra sau một tuần, sau khi ông Smirnov bị bắt tại phi trường quốc tế Riot ở Las Vegas sau khi từ ngoại quốc về hôm 14 tháng 2, một đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố ông ngay ngày hôm đó. Ông Smirnov, một người từng cung cấp thông tin cho FBI đã làm chứng trước quốc hội về các thương vụ mà Tổng thống Joe Biden và con trai của ông, ông Hunter Biden, có với công ty năng lượng Burisma của Ukraine. Hôm thứ Ba, 20 tháng 2, các công tố viên lập luận rằng ông Smirnov nên bị giam giữ vì ông thừa nhận trong lần bắt giữ đầu tiên rằng ông đã nhận được thông tin liên quan đến ông Hunter Biden từ các nguồn có liên quan đến tình báo Nga. Hồ sơ của Bộ Tư pháp viết, trong cuộc phỏng vấn về việc tạm giam hôm 14 tháng 2, ông Smirnov thừa nhận rằng các quan chức liên quan đến tình báo Nga đã tham gia vào việc lưu truyền một câu chuyện về doanh nhân một trong hồ sơ của DOJ doanh nhân một là nói đến ông Hunter Biden và công chức một là nói đến tổng thống Biden. Theo một hồ sơ của DOJ, ông Smirnov đã là một người cung cấp thông tin cho FBI trong 10 năm, gần như liên lạc hàng ngày với các đặc vụ của FBI. Năm 2020, ông nói với FBI rằng Burisma đã thuê con trai của tổng thống để bảo vệ công ty này thông qua cha của ông ấy khỏi mọi loại vấn đề và cả tổng thống Biden lẫn ông Hunter Biden đều nhận được 5 triệu đô la Mỹ. Bản cáo trạng của DOJ khẳng định rằng những tuyên bố này là bị đặt. Theo các công tố viên, tháng 9 năm ngoái, ông Smirnov đã đưa ra một câu chuyện mới về tổng thống và con trai của ông trong một cuộc gặp với những người quản lý bên FBI của ông. Tuy nhiên, hồ sơ của DOJ không cho thấy những cáo buộc ban đầu về việc hối lộ đến từ các nguồn tình báo Nga. Vụ án xuất hiện bước ngoặt này khi hôm thứ Ba 20 tháng 2, biện lý đặc biệt David Wise lập luận rằng Ông Smirnov là người có nguy cơ bỏ trốn và nên bị giam giữ trong khi chờ xét xử. Phía công tố viên nói trong hồ sơ của mình rằng ông Smirnov đã dự định rời khỏi Hoa Kỳ và có thể đã gặp gỡ nhiều quan chức tình báo ngoại quốc mà có thể đưa ông đi được. Ông Donald Trump bác bỏ cáo buộc chiếm giữ trái phép tài liệu mật. Ngày 22 tháng 2, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu thẩm phán liên bang bác bỏ các cáo buộc hình sự, cho rằng ông chiếm giữ trái phép các tài liệu an ninh quốc gia nhạy cảm khi ông rời nhiệm sở, đồng thời khẳng định việc truy tố ông là sai sót về mặt pháp lý. Các luật sư của ông Trump phản đối việc chỉ định công tố viên đặc biệt George Smith lập luận rằng các cáo buộc của công tố này mâu thuẫn với một đạo luật khác của Mỹ về việc sử dụng các hồ sơ, tài liệu của Tổng thống cựu Tổng thống Trump cũng tuyên bố ông phải được miễn trừ khỏi cáo buộc lưu giữ tài liệu an ninh quốc gia vì những cáo buộc này xuất phát từ những quyết định mà ông đưa ra trong những tuần cuối cùng trên cương vị Tổng thống. Ông Trump không nhận tội và không chấp nhận bản cáo trạng, trong đó cáo buộc ông 40 tội danh tại Tòa án Liên bang ở Florida liên quan đến lưu giữ trái phép các tài liệu mật tại dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Florida sau khi rời nhiệm sở vào năm 2021 và cản trở nỗ lực của chính phủ lấy lại các tài liệu này, trong đó có thông tin về chương trình hạt nhân của Mỹ và các lỗ hổng an ninh tiềm ẩn trong nước. Trước đó, ông Trump đã yêu cầu quyền miễn trừ trong các vụ kiện cấp liên bang và tiểu bang, cáo buộc ông cố ý phá hoại kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Ngày 6 tháng 2 vừa qua, Tòa Phúc Thẩm Liên bang Mỹ đã ra phán quyết rằng ông Trump không được hưởng quyền miễn trừ truy tố với các cáo buộc này. Phán quyết này làm gia tăng khả năng ông Trump sẽ phải đối mặt với phiên tòa hình sự chưa từng có. Tiếp đó ngày 15 tháng 2, thẩm phán bang New York, ông John Morgan đã ấn định ngày 25 tháng 3 sắp tới, ông Trump phải ra hầu tòa trong phiên tòa hình sự đầu tiên trong lịch sử xét xử một cựu tổng thống Mỹ. Ông Trump hiện là ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa cho cuộc đua vào tòa Bạch Ốc nếu không được quyền miễn trừ truy tố hình sự, ông sẽ không được ứng cử tổng thống trong cuộc bầu cử năm nay. Điều tra viên tư nhân của ông Trump Dữ liệu điện thoại mới gây nghi ngờ nghiêm trọng về mối quan hệ của bà Fanny Willis. Theo một hồ sơ tòa án, các luật sư ở Georgia của cựu tổng thống Donald Trump đã thuê một điều tra viên tư nhân để thu thập các cuộc gọi giữa biện lý quận Phương trình và công tố viên đặc biệt của bà phát hiện ra rằng họ đã thực hiện hơn 2.000 cuộc gọi và 12.000 tin nhắn vào năm 2021, nhiều tháng trước khi mối quan hệ của họ được cho là bắt đầu. Hôm thứ Sáu ngày 23 tháng 2, các luật sư Steve Shadow và Jennifer Liddle của ông Trump đã đệ trình bản khai khủ thể lên tòa án từ một cuộc điều tra viên tư nhân để cung cấp lịch sử tin nhắn và cuộc gọi thoại cho công tố viên đặc biệt Nathan Quaid. Bà Quaidis và ông Quaid đã bị buộc tội có một mối quan hệ không mực thước và bí mật, trong đó bà Willis được hưởng lợi tài chính từ công quỹ. Trong quá trình làm chứng vào tuần trước, cả hai thừa nhận có một mối quan hệ tình cảm, khẳng định rằng mối quan hệ này bắt đầu sau khi bà thuê ông Wade, phụ trách vụ án của ông Trump. Cả hai cũng phủ nhận việc bà Willis được hưởng lợi về mặt tài chính từ thỏa thuận này. Báo cáo của điều tra viên Charles Middlestad cho biết, ông đã sử dụng Cellhawk, một chương trình phân tích và lập bản đồ địa lý, để báo cáo rằng hơn 2.000 cuộc gọi thoại và gần 12.000 tin nhắn văn bản đã được trao đổi trong khoảng thời gian 11 tháng vào năm 2021 giữa hai người. Bản báo cáo cũng bao gồm một bản đồ nhiệt làm nổi bật các kiểu giao tiếp thể hiện mức độ phổ biến của các cuộc gọi được thực hiện vào khung giờ buổi tối theo bản khai trình lên tòa án, có vẻ như ông Wade và bà Willis đã liên lạc thường xuyên trước khi họ nói rằng mối quan hệ tình ái của họ bắt đầu. Cả hai đều nói rằng mọi chuyện bắt đầu vào năm 2022, trong khi một nhân chứng và bạn cũ của bà Willis, bà Robin Yatai, phản bác tuyên bố đó, cho rằng bà chứng kiến họ có quan hệ tình cảm vào năm 2019 hoặc trước khoảng 2 năm khi ông Wade được vị biện lý quận này thuê. Khi thẩm vấn, ông Wade khai rằng ông chưa bao giờ qua đêm tại nhà vì biện lý quận, nhưng hồ sơ của ông tại Star lại cho thấy điều ngược lại. Vào ngày 11 tháng 9 2021, hoặc hai tháng trước khi họ nói rằng mối quan hệ này bắt đầu, điện thoại của ông rời khỏi khu vực Doraville và đến khu vực địa lý nằm tại địa chỉ Dogwood lúc 10 giờ 45 phút tối. Ông Star nói thêm, được cập đến địa chỉ căn condo của bà Willis. Ông Star cho biết Điện thoại của ông Wade vẫn ở đó cho đến 3 giờ 28 phút sáng ngày 12 tháng 9. Vào thời điểm đó, điện thoại đã truyền trực tiếp đến các tòa tháp truyền tín hiệu ở East Corp phù hợp với thói quen gọi điện thoại hàng ngày của ông tại nơi làm việc của ông trong khu vực đó. Ông cũng giải thích rằng chương trình mà ông sử dụng Cellhawk được cơ quan chấp pháp coi là tiêu chuẩn vàng trong phân tích dữ liệu điện thoại di động, đồng thời cho biết thêm rằng chương trình này được cơ quan chấp pháp trên toàn quốc sử dụng. Cellhawk, được cơ quan chấp pháp xem là tiêu chuẩn vàng trong phân tích dữ liệu điện thoại di động, ông Middlestad cho biết, đồng thời lưu ý rằng chương trình này được cơ quan chấp pháp trên khắp Hoa Kỳ và Georgia sử dụng. Giờ đây, thẩm phán Scott McAfee của Tòa Thượng thẩm Fulton sẽ quyết định có cho phép sử dụng bản khai hữu thể này làm bằng chứng hay là không. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.